xin chào mọi người nhé. Như thường lệ, mình lại đi làm clip về cảnh quay và cuộc sống nông thôn Nhật Bản. Nhưng hôm nay, vừa đến chỗ này, lại gặp ngay một biến cố bất thường. Chỗ này là Senbacho Kuwana, Nhật Bản, mọi người nhé. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, mà người người cứ ùn ùn kéo nhau đi. Không khác gì một cuộc biểu tình. Chắc chắn là đang xảy ra biến cố gì đây. Những ngày thường đi quay clip ở nông thôn Nhật Bản, nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Vậy mà hôm nay mọi người xem này, cứ nườm nượp. Tóm lại, bây giờ mình cùng đi khám phá xem chuyện gì đang xảy ra các bạn nha. Nào đi thôi. Cứ đi ngược lại xem dòng người này xuất phát từ đâu nhé mọi người. Không khác gì một cuộc biểu tình. Chắc chắn là đang xảy ra biến cố gì đây. Những ngày thường đi quay clip ở nông thôn Nhật Bản, nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Vậy mà hôm nay mọi người xem này, cứ nườm nượp. Maybe.
ちょっと待って。